Thì ở đây là cái tôi sẽ giới thiệu các anh chị các menu của GetResponse. Đấy là cái phần dashboard, tức là phần bảng, đúng không ạ? Đây, dashboard là phần bảng tin, bảng trắng. Chúng ta làm những cái gì? Trong phần contact, tức là phần gì ạ? Liên quan trực tiếp đến liên hệ người dùng. Đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tìm kiếm này, nhập dữ liệu này, thêm dữ liệu này, đúng không ạ? Thêm các cái vùng dữ liệu của tùy biến này, đúng không ạ? Vâng. Và những cái danh sách mà chúng ta phân loại. Trong phần message, tức là chúng ta tạm hiểu đến là phần thông điệp hay là cái phần nội dung của email, thì chúng ta sẽ tạo ra các cái dịch vụ nội dung, bao gồm là newsletter hay còn gọi là gửi bản tin, đúng không ạ? My newsletter, rồi thì autoresponder, create autoresponder. Autoresponder tức là cái email mẫu để mà khi có người gửi mail cho mình sẽ trả lời tự động, đúng không ạ? Thí dụ như là tôi gửi mail cho bạn, bạn đặt cái chế độ trả lời tự động thì chúng ta hiểu đấy là autoresponder. Xin chào Phan Anh, đúng không ạ? Chúng tôi đã nhận được email của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 tiếng. Nếu như các bạn có việc gì liên hệ vân vân, bạn hãy truy cập website này, Facebook này, qua số điện thoại này. Đó thì cái đấy là chúng ta sẽ tạo mẫu. Chúng ta quản lý những cái mẫu như vậy, đúng không ạ? Xem trước. Vâng. Ok. Phần statistic, đây là cái phần thống kê. Statistic là thống kê. Chúng ta sẽ thống kê email, phân tích, đúng không ạ? Và nhập dữ liệu cũng như là đưa ra các cái phiếu điều tra của phần thống kê. Ở đây chúng ta đang nhìn thấy chúng tôi chạy thử một cái chiến dịch gửi đây là gửi là tổng là 508 email, tỷ lệ mở email là khoảng 19,59%, sấp xỉ 20%, đúng không ạ? Rất là tốt. Tỷ lệ bounce rate là tỷ lệ thoát, vân vân. Thì cái đấy là trong phần thống kê. Sau mỗi một chiến dịch chúng ta sẽ làm survey, tức là chúng ta sẽ tạo ra các câu hỏi để chúng ta hỏi đáp. Forms, tức là cái phần mà các cái biểu mẫu, đúng không ạ? Thí dụ như mình muốn lấy số điện thoại, mình muốn lấy email, mình muốn lấy danh sách khách hàng, hay là mình muốn hỏi đáp cái gì đó, thì chúng ta sẽ tạo form. Ok, tiếp tục đấy là phần landing page. Thì ở đây landing page là một cái định dạng website đơn giản, và nó thường là chỉ có một trang duy nhất, kéo lên kéo xuống cái là xong. Và trong landing page này thì GetResponse có cho phép chúng ta tạo ra một cái landing page để chúng ta có thể là cho phép khách hàng truy cập vào landing page và đăng ký các cái dịch vụ của chúng ta, hoặc là để lại thông tin. Thí dụ như các bạn bán khóa học, hoặc là các bạn bán một sản phẩm, hoặc là các bạn muốn lấy thông tin của khách hàng của bất động sản, thì các bạn có thể làm như vậy để chúng ta sẽ lấy được thông tin của người dùng mà không nhất thiết là phải lập website. Automation là cái phần mà nó gọi là marketing tự động bằng email, tức là chúng ta sẽ tự tạo ra các dòng công việc là chúng ta gửi email như thế nào, hàng ngày hàng giờ nó sẽ tự gửi, đúng không ạ? Vâng. Webinar là cái phần liên quan đến tính năng về hội thảo. Đây là những cái tính năng dành riêng cho cái dịch vụ của GetResponse trả phí. Ok, tôi nhắc lại, đây là một cái dịch vụ đã trả phí và tôi dùng nó để làm bài giảng cho các anh chị.